Hi, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với Hoa Lan Thanh Lâm. Và hôm nay tiếp tục Lâm sẽ lên cho các anh chị một số combo này. Chính xác là 10 combo. Tại vì các anh chị yêu cầu quá chừng luôn các anh chị. Quá chừng các anh chị yêu cầu luôn. Tại vì đợt rồi Lâm có đăng lên một cái rổ. Cái rổ đó cũng hơn 100 cây các anh chị, hơn 100 cây về cái dòng lan đen rô chóp này. Và bây giờ Lâm theo yêu cầu của các anh chị luôn. Lâm tính Lâm để lại Lâm trồng vô chậu to các anh chị. Nhưng mà các anh chị yêu cầu nhiều quá nên Lâm sẽ lên tiếp một cái lô này nữa. Thì cái lô đen rô chóp này là chóp gì các anh chị? Đây thì mặt hoa của nó nè. Lâm soạn sẵn những cái chậu này đang hoa, còn mấy cái kia là đang nụ. Nè các anh chị. Hoa nó to lắm nha. Hoa cực kỳ to luôn. Nè các anh chị. Đó, hoa cái ngón tay của Lâm nè. Chóp nè. Nó chóp giống như cái dạng mà chóp ba biên các anh chị. Trong này nó trắng nè, viền nó hồng hồng, ở ngoài nó tím đó, mà tím hồng luôn á đó. Đó nè các anh chị, chớp này chớp rất là chuẩn luôn nè, cây này mới nở đó nè các anh chị, chớp rất là sắc nét và sạch ha, chớp nó sạch lắm nè, hai cái cánh hai bên chớp rất là rõ luôn, cánh giữa nó chớp nữa nè đó, cái lưỡi nó cũng hơi hơi rất là đẹp luôn. Cái này thuộc cái dòng này, dòng mini các anh chị, mini. Đó, nó cao tầm ngón tay, hơn ngón tay của Lâm à. Hơn ngón tay trỏ là nó đã ra hoa quá chừng luôn. Cái này cuộc đời của nó không có gì khác ngoài ra hoa các anh chị nè, vừa ra hoa mà vừa ra mầm gốc luôn nè. Lâm dưỡng để Lâm trồng ở chậu to, mà giờ các anh chị mua các anh chị yêu cầu quá chừng nên Lâm phải xuất đi cho các anh chị luôn, để cho giá nó rẻ các anh chị, giá nó rẻ. Chứ mà Lâm trồng vô chậu to rồi thì giá nó sẽ rất là cao. Đợt rồi cũng có một anh nói sao Lâm bán mắc quá vậy, bán gì giá gì 39.000 cây mắc dữ rồi. Lâm nói thiệt luôn, cái này á là chỉ có độc quyền của vườn Lâm có thôi, ở ngoài thị trường không có một cây các anh chị đó. Nhưng mà Lâm vẫn để giá cho các anh chị rất là rẻ luôn. Nếu mà người ta đầu cơ ha, người ta ém hàng á, thì người ta sẽ đẩy giá cái cây này lên mấy trăm ngàn các anh chị đó, chứ không phải là 39.000 đâu đó. Lâm mới nói cái anh đó là cái này á, cây của em á là độc quyền và không có trên thị trường, và Lâm ôm cái lô này là lô độc quyền luôn, nên Lâm muốn chia sẻ lại cho các anh chị giá rẻ như vậy, 39.000. Nếu mà anh tìm được cái lô thứ hai ngoài thị trường, em cho anh hết nguyên cái lô của em luôn đó. Và anh chút xíu nữa cái anh gọi là điện là anh năn nỉ các anh chị, anh năn nỉ là anh đòi mua, nhưng mà Lâm đâu còn để bán đâu, tại vì có khoảng là 10 phút là các anh chị đã chốt sạch sẽ luôn các anh chị. 10 phút Lâm lên clip á là các anh chị chốt sạch sẽ luôn á. Và rất nhiều à. Những ngày sau các anh chị cũng đòi mua nữa thì Lâm buộc phải ra cái luống của Lâm ở ngoài á. Lâm phải lấy vô cái luống riêng của Lâm. Cái luống mà Lâm định trồng vô chậu to á. Đó. Buộc Lâm phải bán tiếp cho các anh chị thôi. Tại vì các anh chị mê quá. Rất nhiều các anh chị nhận hàng được, các anh chị mê quá chừng luôn. Nói trời ơi Lâm sao mà cái chớp này nó mini mà nó ra hoa dữ vậy. Đó nè các anh chị, nó một cây vậy nè, nó cái cây vậy nè là hai vòi hoa luôn nè các anh chị thấy không. Đó bởi vậy Lâm nói rồi, cái gì á Lâm bán Lâm rất là rõ ràng luôn. Lâm không muốn mà đẩy giá lên nó cao, mình sưu tầm nó khó, người ta đầu cơ người ta làm gì á kệ người ta, Lâm không quan tâm. Nhưng mà khi mà các anh chị á để biết đến Lâm rồi á, thì các anh chị cứ yên tâm đi, Lâm bán giá rất là rẻ luôn, rất là phù hợp với túi tiền. Với lại cái này á, Lâm cũng đã dưỡng tại vườn rồi nè, rễ cho nó ra nó xanh nè các anh chị thấy chưa, nó mầm gốc nó cũng lên và hoa rất là chuẩn luôn. Cái này trồng bằng cây ki các anh chị ha, cái này trồng bằng cây ki á, nên hiện tại bây giờ nó cũng chưa có bụi lùm lắm đâu, tại vì trầm trong cốc chậu bót nè, cây giống nè. Đó, cây giống nhưng thật sự cái này là cây trưởng thành rồi, tại vì mình để trong chậu bót thôi các anh chị ha. Đó, còn một combo của mình là các anh chị thấy không, nó Lâm dưỡng cho nó ra mầm gốc hết rồi và đồng thời nó đang có nụ chị ha, nó đang có nụ đó nè, nụ cũ nè nó tàn rồi nè, này nụ mới đó nè, nụ nè vòi quá trời vòi luôn, một thân của nó quá trời vòi, này ba vòi nè các anh chị thấy không. Đó, vòi rất là dài luôn nha, cái cây tầm một khúc một gan một ngón tay thôi, nhưng mà cái vòi của nó rất là dài luôn, gan tay đó. Chưa đâu nghe, này mình trồng ở chậu to
chỗ lớn thì nó còn dữ dằn hơn nữa. Đó, cái này mà mình ghép lên cái trụ vú sữa ha, còn đã hơn nữa các anh chị. Đó, thì một combo của mình bữa nay hôm nay là 10 chậu nha các anh chị. Lâm để sẵn hết rồi, 2 nè, 4, 6, 8, 10 nè. Nó 10 combo, mỗi combo là 10 chậu nha các anh chị. 10 chậu. Đó, cái combo nào cũng có nụ nè các anh chị ha. Nụ ngắn, nụ nhỏ, nụ dài, nụ to gì á, Lâm để ngẫu nhiên vô các anh chị ha. Về nhà các anh chị á, lấy ra rồi các anh chị ghép cho chậu to nha. Rút cái chậu nhỏ này, Lâm không bao giờ khuyến khích các anh chị để cái chậu này rồi vô trong cái chậu to. Tại vì sao? Vì mình phải rút cái chậu ra ha. Mình rút cái chậu ra rồi mình mới cắt rễ bớt, rồi mình mới ngâm kích rễ các anh chị ha. Ngâm kích rễ. Thì Lâm có cái lọ kích rễ để Lâm để trong đây nè. Rồi, đây. Đó. Lâm sử dụng kích rễ này nè các anh chị, có 30.000 lọ nè. Cái này một lọ này là 20cc, mình xài cho 20 lít nước. Đó, mình ngâm rất là tốt luôn. Trước khi ngâm á, mình lắc lắc lên. Lắc lắc lên ha. Tại vì cái này là dạng hữu cơ nên nó lắng ở dưới đáy nè. Lắc lắc lên. Đó. Đặc biệt Lâm hay thường ngâm á là Lâm kết hợp hai loại này nè. Cái Anbin này nè các anh chị. Anbin nè các anh chị đọc giúp Lâm ha. Đặc trị bệnh thối rễ nè. Xì mũ thân chết nhanh, trái bìa lá móc xương nè. Nó rất là tốt luôn. Nó tiêu lúa nho cao su nè, phong lan nè các anh chị thấy không? Phong lan nè, thối đen nè. Đó. Cái này Lâm hay ngâm là 2g. 2g cho lít nước, Lâm kết hợp với lại cái này luôn. Ngâm hoặc là mình phun cũng được. Tốt nhất là mình bóc ra cái mình ngâm. Còn này là phân tân chậm, bịch nửa ký, phân tân chậm của Nhật nè, phân trì nè, 80.000 thôi à. Đó. Còn mấy cái phân kia nhiều, phân bón gốc. Các anh chị nào hỏi thì Lâm mới Lâm mới chia sẻ, tại vì Lâm dùng á, Lâm dùng cái nào là Lâm chia sẻ là các anh chị cái đó. Còn cái đó tốt thì Lâm chia sẻ là các anh chị, Lâm nói rõ luôn. Nên các anh chị có thích á, có muốn gửi kèm á thì Lâm cũng gửi kèm cũng được ha. Thì một bịch Anbin nè với một lọ kích rễ. Đó, còn cái này một combo của mình á, combo của mình là 10 chậu các anh chị ha. Đó. Ok. Riêng mấy cái chậu này à. 2 4 6 8 chậu, 8 chậu có hoa. À, 8 chậu có hoa với đằng này nãy, 2 chậu đây nữa, 2 chậu combo số 10 nè. Đó. Bỏ vô thành 10 chậu. Đó, thì mỗi combo là 10 chậu nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, mấy combo này 10 chậu. Có combo này đang hoa. Đang hoa thì về nhà các anh chị nào thích thì chơi hoa luôn. Còn mấy này thì đang nụ không các anh chị ha, đang nụ. Còn một số cây còn ít lắm ở ngoài luống của Lâm tính trồng chậu to thì nó chưa có nụ. Còn cái này Lâm lựa cho các anh chị có nụ luôn. Đó, có nụ luôn, về nhà các anh chị chơi luôn. Đó, bỏ vô chậu to thôi à. Cắt rễ bớt nha các anh chị nhớ nha. Rút cái chậu nhỏ này ra nha. Rút chậu nhỏ này ra rồi cắt rễ bớt. Nè các anh chị thấy không? Người ta sẽ trồng bằng cây ki nè. Tức là cái thân mẹ của nó người ta cắt nè. Nó rồi người ta kích cái ki, nó ra từ cây này. Đúng không? Nó đẻ ra cây này. Xong nó đẻ ra cây này. Rồi nó đẻ ra tiếp cây này mới có hoa. Đây. Và mình về nhà thì mình sẽ trồng và nó thưởng thức tiếp cái hoa ở cái mầm gốc này nè. Nó mầm gốc này rất là khỏe luôn. Các anh chị thấy không? Từ cái giai đoạn mà cái khúc củi mục như thế này, nó y như cái khúc củi luôn các anh chị, mà mình đã ôm từ cây kia như thế này thì cái giai đoạn nó phải tính mấy năm trời các anh chị. Hơn 2 năm. Đó, hơn 2 năm. Vậy mà lại có người nói là sao bán mắc quá vậy, trong khi ở ngoài thị trường không có cái cây nào để mà so sánh. Không có cái lô nào để mà so sánh với cái giá của Lâm. Nó nói nghe buồn các anh chị. Tự nhiên cái mở miệng ra đầu tiên là không có đặt hàng mà nói là sao bán mắc quá vậy. Rồi hồi cái năng nỉ mua, làm gì có để mà mua nữa. Đó, tức là người ta rất rất muốn mua nhưng người ta phải chê mình, người ta dìm mình trước cái đã rồi người ta mới mua. Đó các anh chị, nhiều người kỳ cục vậy lắm. Rất rất nhiều người rất rất là kỳ luôn. Đó, mình mê thì mình thích thì mình xúc liền. Đó, mình thích thì mình xúc liền, không có cơ hội. Chứ mình chê mình dìm ta làm chi, rồi hồi mình năn nỉ cũng vậy à, không có đâu. Đó, nhiều anh chị kỳ lắm. Còn rất nhiều anh chị thì rất là hào phóng luôn. Trời ơi, vừa chốt cái chưa gì hết cái chuyển khoản cho Lâm luôn à. Chưa chốt cái gì hết, chuyển khoản trước rồi hồng mới báo.
Đấy, như anh chị nhanh lắm, nhanh nhanh như một cơn gió luôn, là thích rồi, là thích rồi thì chuyển khoản hốt hốt liền đó các anh chị. Nè, cây của Lâm các anh chị thấy không, nó rễ nó ra nè đó, nên các anh chị khen Lâm rất là nhiều về cái cây này, trồng về trồng rất là dễ, nó không bị sốc ha. Cái cây này á, nó tốt hơn cái cây mà chớp Anubi luôn các anh chị. Anubi còn vậy chứ nó dễ sốc hơn nha, nó dễ bị xuống lá hơn là cái loại này. Cái loại này lá nó thon dài nè các anh chị, chị thấy không, lá thon dài giống như cái dạng này dendro, là dendro nắng các anh chị, giống như cái lá giống dạng hàng nắng, nhưng mà cái bông lại, cái form hoa lại rất là to, form hoa lại rất là to luôn, to hơn chớp Anubi nhiều. Anubi không bằng cái này đâu, nó cái này form hoa rất là to và sạch ha, không có đâu các anh chị đó. Các anh chị nào chốt đơn á, thì chỉ có một combo của mình là 10 chậu là 390.000 ha, 390k Lâm sẽ bao ship nhanh cho các anh chị luôn, tức là có 39.000 một chậu thôi đó. Biết đâu người ta ra về nhà người ta bán là 390.000 một chậu thôi chứ các anh chị, bữa này Lâm bán là 390k, 390.000 10 chậu, và Lâm sẽ bao ship nhanh cho các anh chị luôn đó. Cái này đóng hàng đóng gói cho các anh chị thấy Lâm đóng gói không, rất rất là kỹ luôn. Nhiều các anh chị gỡ cái thùng lan của Lâm là mất cả buổi á đó, bởi vì Lâm đóng kỹ lắm. Một cây lan mà mình làm ra rồi, mình trồng ra rồi, cái quá trình mình theo dõi của nó, mình giống như mình sẽ có một cái tình cảm đặc biệt với nó, nên khi mà mình ship đi tới tay khách hàng, mình rất rất hy vọng là đến những anh chị có tâm để mà tiếp tục nuôi dưỡng nó, để cho nó phát triển. Nhiều anh chị feedback lại cho Lâm, phản hồi lại cho Lâm là những cái bông hoa của Lâm rất rất là đẹp luôn, nó trồng rồi gửi thành quả cho Lâm rất rất là đã luôn các anh chị đó ha. Thì các anh chị nào đặt hàng cứ liên hệ với Lâm qua số điện thoại là 0978 813282, các anh chị có thể gọi trực tiếp cho Lâm, nhắn tin cho Lâm, hoặc là Zalo cho Lâm số này luôn cũng được các anh chị nha. Đó, bữa nay Lâm xuất 10 chậu là đang nổ ha, 10 chậu đang nổ, 10 combo đang nổ, mỗi combo là 10 chậu. Với lại combo này á, nãy hoa quá trời luôn các anh chị, Lâm bỏ vô 2 chậu nụ nữa nè ha, là thành 10 chậu luôn á. Các anh chị muốn lấy cái đó cũng được. Rồi các anh chị nào muốn lấy chậu nụ này, 10 cái combo này nụ cũng được. 1 nè. 1 nè. 2 nè. 3 4 5 6 7 8 9. 10 combo nụ nè, với lại một combo này vừa hoa vừa nụ nữa là 11 combo các anh chị ha. Đó đó. Rồi 390k bao ship nhanh toàn quốc cho các anh chị luôn. Liên hệ thật là nhanh, khỏi cần trả giá. Yên tâm đi, không có đồng rẻ hơn của Lâm đâu ha. Rồi cảm ơn các anh chị đã lắng nghe và theo dõi clip của Lâm. Hy vọng là các anh chị sẽ chia sẻ clip và đăng ký kênh ủng hộ Lâm ha. Rồi Hoa Lan Thanh Lâm xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.